Ngay sau khi có lệnh cấm các phương tiện 4 trục lưu thông qua tỉnh lộ 331, đoạn km 0 đến km 9 và trên tỉnh lộ 331B, đoạn từ nút Hoàng Tân tới ngã ba cầu Kim Lăng từ 0 giờ ngày 30 tháng 9, mật độ phương tiện lưu thông qua các tuyến đường này đã giảm rõ rệt. Nhất là trong các khung giờ cao điểm, đầu giờ sáng và cuối giờ chiều đã không còn cảnh ùn tắc giao thông, việc lưu thông thuận lợi và an toàn hơn. Việc cấm những xe tải lớn đi qua khu vực này vào những giờ cao điểm là một việc rất là hợp lý. Bởi vì trong những giờ cao điểm thì học sinh qua lại ở đây rất đông và những cái xe tải lớn thì thường tôi thấy cái nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông là rất cao. Là những người đi đường, những người tham gia giao thông thì chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Cái việc cấm như vậy là nó giảm thiểu tai nạn giao thông ở cái cung đường này là rất là tốt. Để thực hiện nghiêm lệnh cấm này, những ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã Quảng Yên cũng đã tổ chức các tổ chốt nhắc nhở, tuyên truyền, hướng dẫn người điều khiển phương tiện lưu thông trên hai tuyến đường có lệnh cấm. Qua xử phạt thì tôi cũng rút kinh nghiệm và cũng sẽ tuyên truyền cho anh em lái xe để không đi vào trục đường cấm. Từ ngày 30 tháng 9 đến nay, chúng tôi đã tiến hành nhắc nhở tất cả các lái xe tham gia lưu thông trên tuyến là không được phép đi vào từ 5 giờ đến 22 giờ đêm. Và trong thời gian tới thì vẫn sẽ tiếp tục nhắc nhở, nếu như lái xe nào vẫn cố tình chấp hành, không chấp hành thì chúng tôi sẽ tiến hành xử lý. Theo luật giao thông đường bộ, các trường hợp xe 4 trục trở lên đi qua tỉnh lộ 331, đoạn km 0 đến km 9 và trên tỉnh lộ 331B, đoạn từ nút Hoàng Tân tới ngã ba cầu Kim Lăng, trong khoảng thời gian từ 5 đến 22 giờ hàng ngày, sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.